Riêng trong video ngày hôm nay thì cơ sở nhà em sẽ chào hàng quý khách hàng nào phải quen, cơ sở nhà em sẽ bán với cái giá là gốc ưu đãi cho tất cả quý khách hàng nào xem kênh để tri ân các bác. Thì giá em bán chỉ còn có là 55 triệu của sản phẩm này thôi. Vâng, xin chào các bác. Và ngày hôm nay em Miên có một cái ưu đãi riêng cho quý khách hàng nào đăng ký kênh và xem kênh YouTube của bên xưởng gỗ Gia Gốc cũng như đồ gỗ Thiên Phú. Ngày hôm nay thì cơ sở nhà em ra được cái mẫu sofa hàng siêu VIP. Nó cực kỳ to so với các sản phẩm khác trên thị trường và là hàng chân xoắn, mẫu cực kỳ mới và cực kỳ đẹp. Thì hàng là cơ sở nhà em chọn vân 100% là gỗ hương đá và hàng làm khuôn tranh 4 bán dày 2 và chọn vân toàn bộ, các bác có thể nhìn thấy trên màn hình. Và cơ sở nhà em đang bán bộ sản phẩm này với cái giá 65 triệu 800. Riêng trong video ngày hôm nay thì cơ sở nhà em sẽ chào hàng quý khách hàng nào phải quen, cơ sở nhà em sẽ bán với cái giá là gốc ưu đãi cho tất cả quý khách hàng nào xem kênh để tri ân các bác. Thì giá em bán chỉ còn có là 55 triệu của sản phẩm này thôi. Và cái bộ sản phẩm này thì các bác mua thì các bác sẽ nhận được những gì? Đầu tiên thì các bác sẽ nhận được là một đoạn dài ghế góc dài và một ghế không tựa, một bàn to và hai con kẹp hai góc. Và một điều đặc biệt của bộ sản phẩm này thì tất cả đều là sâu tận 80 phân. Và tất cả cái chân xoắn thì cơ sở nhà em đều làm xoắn rất là to, coi như to, cao, dài, rộng. Đấy, rất là đẹp. Và ngoài ra thì các bác sẽ nhận được một bộ đệm da cai leo của Hàn Quốc cao cấp. Tổng tất cả ở đây thì cơ sở nhà em sẽ bán với giá chỉ có 55 triệu là giá ưu đãi riêng cho ai xem video này thôi. Và bộ sản phẩm này nó có gì đẹp và kích thước có như thế nào thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác. Đầu tiên thì các bác đến với cái đoạn đi. Cái đoạn em làm cao nó rơi vào khoảng độ 70 phân, sâu thì nó rơi vào tận 80. Và tất cả đều được chọn vân, các bác nhìn này. Phần tay hộp ngăn kéo này các bác nhìn này, rất là đẳng cấp. Và làm re rất là kỹ càng nhá các bác nhá. Đây cái mặt ngăn kéo này thì cơ sở nhà em làm chọn vân chọn cố, rất là dày dặn. Và vách cỡ lưng đều làm dày 2 phân, các bác nhìn này, chọn vân rất là đẹp đây, cái vách cỡ lưng. Và cái mặt ván này cũng được chọn vân và dày 2 phân. Khuôn tranh thì cơ sở nhà em làm dày 4 phân chạy suốt. Và cái đoạn này cơ sở nhà em làm rất to, to rất to so với sản phẩm trên thị trường. Bình thường người ta làm cái đoạn này chỉ dài có 2m6 thôi, sâu chỉ có 70 phân thôi. Và cơ sở nhà em làm sâu tận 80 phân, dài tận 3m các bạn nhé, dài tận 3m. Tiếp theo là một cái ghế ngắn. Cái ghế ngắn này cơ sở nhà em làm là dài tận, nói là ngắn nữa các bạn, nhưng nó rất dài, nó rơi tận 2m17 cơ. Dài tận 2m17, sâu 80, cao là rơi vào là 75 phân, rất là đẹp luôn. Và vách cửa lưng cũng dày 2, ván cũng dày 2, vân đẹp, các bạn nhìn ván này. Vân veo nó cực kỳ đẹp, bộ sản phẩm này các bạn nhé, chọn mãi mới được các bạn. Các bạn nhìn ván vân này, vân của cái hộp tay hộp ngăn kéo nó rất đẳng cấp. Và bộ sản phẩm này cơ sở nhà em làm mộng mạ theo tiêu chuẩn Hàn kỹ, siêu khủng. Các bạn nhìn cái chân xoắn này, cái chân xoắn này, cái đùi gà này cơ sở nhà em làm rất là to, cái đùi gà chân tận 20. Nhìn xoắn rất là đẹp, các bạn nhìn này, xoắn liền luôn nhá. Cái cả phần đấu dưới cũng được làm dày 4 phân và vén vát rất là đẳng cấp. Tiếp theo thì cái bàn to các bạn nhé, đây cái bàn to này cơ sở nhà em rộng là 81, dài là 1m87 và mặt ván là dày 2 phân, cái khối xung quanh khuôn dày 4, có thiết kế ngăn kéo các bạn nhé, đây thiết kế một cái ngăn kéo để chèo thuốc, để các cái đồ mini các bạn để gọn gàng để tiếp khách. Và hai góc thì có hai đôi kẹp, hai đôi kẹp thì rộng tận to, rộng tận 70 x 70 cơ, các bạn nhìn thấy rất là đẹp, rất là to, chân cũng được vén vát cong tứ diện. Có một cái ghế không tựa này các bạn nhé, sâu cũng là tận 60. Rộng nó rơi vào tận là 1m6 cơ các bạn. Đấy, rất to, rộng 1m6 cơ. Cũng được thiết kế một cái tay ngăn kéo này. Một cái ngăn kéo này các bạn nhìn này, sơn đẹp ở bên trong luôn. Và chân cũng được làm chân đùi gà, chân xoắn hết các bạn nhá. Chân xoắn mà làm chân to nó rất là đẹp. Và kèm theo cả bộ đệm nữa các bạn nhá. Thì đây em để nguyên phần gỗ để chúng ta xem. Để mùa hè này nóng lực các bạn có thể ngồi gỗ như này. Thì nó rất là trơn tru và rất là thoải mái và đặc biệt nó lộ ra cái phần vân gỗ đẹp của bộ sản phẩm này. Thì các bác nào mà mong muốn sở hữu sản phẩm này và nhận được cái ưu đãi này, và em xin nhắc lại là bộ sản phẩm này là hàng mới ra, hàng cao cấp và chỉ dành duy nhất cho một khách hàng, bác nào nhanh tay nhất, may mắn nhất thì yêu thích cái dòng sofa hiện đại và sở hữu cái bộ sản phẩm này thôi. Còn bây giờ thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và chúc mừng bác nào sẽ mua được cái bộ sản phẩm này với cái giá thành ưu đãi trong video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Xin chào.